Tử vi tuổi Quý Dậu 1993, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Quý Dậu là những người chân thành nhưng lại thể hiện bên ngoài là một kẻ hống hách, nên khi tiếp xúc với người khác thì khó gây thiện cảm, đặc biệt là đối với những người nhạy cảm. Người tuổi Quý Dậu tự hào về chính họ và không thấy e ngại về thái độ huênh hoang của mình. Lý do là họ luôn luôn hoàn hảo và họ tập trung hết sức để làm tôn lên vẻ ngoài của mình. Đôi lúc họ là người hống hách và khó sống chung. Nhưng nếu bạn có thể vượt qua điều đó thì bạn sẽ hiểu ra rằng người tuổi Kỷ Dậu cũng là người biết quan tâm, tình cảm và lãng mạn. Bạn bè và người yêu của người tuổi Quý Dậu cần trang bị sẵn tâm lý khi ở bên họ, vì họ đôi khi rất thẳng thắn, thậm chí trở nên hơi lạnh lùng vô cảm, mặc dù thật sự họ vốn là người luôn có ý tốt. Gian xảo là điều mà họ cực kỳ ghét. Đối với bạn bè, người tuổi Quý Dậu thường rất hào phóng và chân thành. Đối với những người thân yêu, họ là những người rất chu đáo và luôn chung thủy. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị về tử vi của các bạn tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Quý Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Quý Dậu trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bạn tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng, xét về tương quan thái tuế, các bạn gặp cục diện bán hợp kim cục, tuế can tân kim tương sinh quý thủy, báo hiệu nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Sự nghiệp của các bạn có nhiều cơ may thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường và nâng đỡ nên sẽ thành công. Đồng thời trong thời gian này, các bạn có nhiều cơ hội để giải tỏa áp lực tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hoặc ẩm thực. Đặc biệt để mọi việc được hanh thông và thuận lợi, các thầy phong thủy vẫn khuyên các bạn tuổi Quý Dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó là kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang cát lành, may mắn, bình an cho các bạn trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bạn tuổi Quý Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp của các bạn tuổi Quý Dậu có nhiều bước đột phá đáng kể trong nửa cuối năm 2021. Thậm chí có thời điểm đến chính các bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình đã làm được. Đặc biệt, quý nhân vẫn trong thời điểm này khá vượng, giúp các bạn có thể làm đâu thắng đó. Dù khó, cũng sẽ có người nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra, các bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu và phát triển các kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc diễn ra rất hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích như ý. Có bạn còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình việc làm phù hợp. Nhìn chung, nửa cuối năm 2021 là thời điểm thích hợp để mưu sự cầu danh, vận trình không thuận. Vận trình thông thuận, không có gì đáng lo ngại.
Tuy nhiên trong thời điểm này, các bạn vẫn cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng vòng sẽ luôn được quý nhân che chở, tương trợ công việc, hành thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi của các bạn tuổi Quý Dậu trong nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng các bạn có cơ hội tốt về tài lộc trong thời gian này. Lợi nhuận kinh doanh tăng lên, sẽ được quý nhân giúp đỡ. Đầu tư bất động sản cũng có cơ may thu được lợi nhuận hơn người, hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ sẽ kiếm lời. Tuy nhiên, thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì cũng phải thận trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn. Bởi trong thời điểm này vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong nửa cuối năm Tân Sửu, các bạn tuổi Quý Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp các bạn xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, do có sự xuất hiện của tam hợp, nhân duyên của các bạn tuổi Quý Dậu vượng sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn tình cảm cá nhân. Các bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ, quen biết được nhiều người bạn mới vừa thân thiết trong cuộc sống, lại vừa hữu ích cho phát triển sự nghiệp, tài chính. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có đột phá rõ ràng. Có lẽ các bạn cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt lắm cho các bạn đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu các bạn biết bao dung và nhường nhịn đối phương. Ngoài ra, các bạn nên nghiêm cẩn giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối, kẻo sa chân vào lưới tình, tay ba phức tạp, khiến hạnh phúc đổ vỡ. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bạn tuổi Quý Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người có năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của các bạn trong nửa cuối năm 2021 nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Các bạn đang duy trì khá tốt lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện khá rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thân thể để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, để có thể có một năm bình an, các bạn hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bạn xua đuổi hung tinh vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bạn tuổi Quý Dậu suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bạn tuổi Quý Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bạn qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, các bạn đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân mình. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh sẽ gây ra vận đen đuổi, mọi việc không như ý, điềm báo bất trắc rình rập. Do đó, các bạn làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này của các bạn tuổi Quý Dậu khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trúc trắc. Vì thế mà tinh thần của các bạn có dấu hiệu đi xuống, sẽ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí là bỏ cuộc nửa chừng. Các bạn cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc. Phương diện sức khỏe của các bạn cũng vì vậy mà ảnh hưởng, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng tinh thần xuống dốc, sẽ bị stress, cơ thể mệt mỏi, sẽ ốm đau. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, hung vận lấn át cát vận khiến vận trình của các bạn tuổi Quý Dậu thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Có điều, thách thức và khó khăn luôn song hành cùng cơ hội.
Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, việc đầu tư làm ăn trong tháng này cũng cần hết sức cẩn trọng, kẻo bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của các bạn tuổi Quý Dậu là phương diện tài chính. Vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống của các bạn được đảm bảo và nâng cao. Về phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại. Có những thời điểm các bạn phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, các bạn xử lý đâu vào đó. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn với các bạn tuổi Quý Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điềm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc. Do đó, các bạn phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của chính các bạn. Hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trên những lời nói kích động của người khác. Bởi đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét gây ra để tìm cơ hội quật ngã. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này, tam hợp thái tuế xuất hiện mang theo may mắn cho các bạn tuổi Quý Dậu về phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa vợ chồng được hóa giải, gia đạo khá yên ổn. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi. Thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Các bạn hãy chủ động và song sáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho bản thân mình. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám. Các bạn vẫn nên hành sự thận trọng ở thời điểm năm hết, Tết đến. Ngoài ra, tài lộc của các bạn tuổi Quý Dậu thời điểm cuối năm vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, nhất là trong tháng cận Tết, việc sắm sửa tăng cao, nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bạn tuổi Quý Dậu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của các bạn tuổi Quý Dậu. Các bạn nam tuổi Quý Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú hung tinh thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá xấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 8 âm lịch. Còn với các bạn nữ tuổi Quý Dậu thì trong thời điểm này cũng bị hung tinh văn hờn chiếu mệnh. Cặp sao này chiếu mạng, chuyện học hành, công việc ở mức trung bình. Các bạn nữ dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mù miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Ngoài ra, các bạn còn chịu ảnh hưởng của hạn ngũ mộ trong thời gian này. Hạn ngũ mộ chủ về hao tài, bất an. Các bạn không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay, vạn gió, mất mát tiền bạc. Mua đồ cũng phải cẩn thận, kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Thứ hai, luận hung can niên vận sau tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bạn tuổi Quý Dậu gồm có các cát tinh lộc tồn, phượng cáp, giải thần, hàm trì, tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có bạch hổ, phi liêm, thiên quan tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng thương tật bất ngờ. Cung tam hợp thì gồm có các sao hoa cát, thiên phung, long trì, tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao. Nhưng tuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, pha toái, quan phù, cản trở công việc, gia đình, có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có hai hung tinh lưu hòa và tam môn mang điềm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn sông nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bạn tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe,
gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.